Tôi luôn xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2016, tức là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2016 âm lịch. Đầu gỗ thì luôn chúng tôi xin giới thiệu quý vị video clip này là bộ tắm vôi bộ trường kỷ Huế đục tích bát tiên gồm có 8 món cho khách hàng ở tại thành phố Hải Phòng. Video quý vị đã xem đang được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đầu gỗ thì luôn tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao thành phố Hải Phòng. Cái như riêng cái chất gụ là khi chúng tôi tắm vôi vào sẽ xuống màu đen sẫm luôn. Vì nào ghi về chúng tôi đang giới thiệu quý vị là đang hoàn thiện tắm vôi bộ trường kỷ Huế đục tích bát tiên. Bộ này chúng tôi hôm qua đã quay video và đang để mộc cho quý vị xem. Bây giờ chúng tôi là đang tắm vôi. Quý vị xem tôi đang tắm vôi. Video clip quý vị đang xem đang được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đúng không luôn. Số nhà 71 và 73 phố Văn Cao thành phố Hải Phòng. Lấy cái rẻ đây, tí nữa lau mặt. Thế, lấy cái rẻ ra. Thôi tiến nhuộm nhanh như tí thôi, thôi cứ để đây, nhuộm nhanh đi. Bộ trường kỷ Huế này gồm có 8 món. 4 ghế, 2 đôn, 1 bàn. Đôn kia kìa, à, lấy lốt đôn ra phun một thể. Xả nước vào đây đi. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho tôi qua hai số điện thoại là 0972 770 888 và 0967 110 389. Quý vị có thể liên hệ tại Hà Nội và Hải Phòng. Đây là chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này có kích thước là dài 1m9, rộng 60, sâu 60. Đây, tôi đang phun nước để tắm vôi cho nó đều màu. Tôi làm rất là những công đoạn rất là kỳ công, rất là thận. Đấy, khi đã gỗ hụ mà đã được tắm vôi thì xuống màu đen rất là đẹp. Đấy, chúng tôi đang tắm vôi bộ trường kỷ Huế đục tích bát tiên gồm có 8 thứ. Nhuộm hết cái mặt bàn em ơi, phun cái mặt bàn hết đi, cái mặt bàn hết đi cho đều. Thế đúng không? Thôi rồi để lau ra đỡ tốn vôi. Cho đoạn nó đi, làm thể. Video clip quý vị đang xem là chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đồ gỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao thành phố Hải Phòng. Đây là toàn cảnh cơ sở 2 đồ gỗ Thành Luân. Công nhân chúng tôi đang rất tích cực triển khai làm việc để cho kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng. Ngày hôm nay cũng rất đẹp, chúng tôi vừa mới giao xong chiếc bàn thờ 1m53 cho khách hàng tại Kinh Môn Hải Dương. Bây giờ là chúng tôi đang tắm vôi bộ trường kỷ Huế đục tích bát tiên gồm 8 thứ. Đây là chân này, chân sót này em ơi, sót chân này. Cho chân ra, sót, sâu trong, rồi. Rửa lên rồi, ấy, lên. Cho nó ngấm tí nữa trước khi ấy anh rửa. Đây này, đây này. Cứ để đấy, cho đoạn ra đã, cho đoạn trước. Chân đi rồi. Chân đâu, sót chưa? Con đây, chân làm sao, bây giờ làm ghế đi, làm bê đoạn nó đi. Phun gầm đi ấy, phun vào gầm đi. Thì khinh đoạn này ta phun nước. Ghé xong đi. Đúng rồi, chúng tôi tại cơ sở 2 đang tuyển lao động phổ thông, ưu tiên những người biết tay nghề. Video quý vị đang xem đang được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đầu gỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao thành phố Hải Phòng. Đây là toàn cảnh đầu gỗ Thành Luân. Đằng sau thì nó ngả ra, úp ngược lại thì nó úp ngược thế này ạ. Đây anh bảo. Đây này. Sót này, thế đây, sót này. Đấy, sót đấy. Nó bài ca, 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 nó bài ca
để làm xuống thì nó không tốn vôi, hết vôi rồi. Tí nữa ngả này xuống đi, ngả đi. Chân thì tí nữa ngả ra, bây giờ cho cái đoạn này tí ngả ra một phát là té gầm là xong. Bây giờ té lại mặt tiền một lượt nữa đi, để cho đoạn. Bây giờ chúng tôi còn trước cái dài nữa. Trước cái dài chúng tôi đã chuẩn bị cho ra tắm vôi. Em cho tí vô đây, xót này. Đây như này. Đây, đây, đây. Đây này. Đỗ Thành Luân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những video tiếp sau. Quý vị có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389 tại Hà Nội là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại Hải Phòng là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Để chúng tôi đang tập trung khênh chiếc ghế dài ra. Ghế rất là nặng. Tôi xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau.